quy định chung. Chỉ những người có nhiệm vụ hoặc có giấy phép thẻ ra vào do lãnh đạo đơn vị quản lý công trình khí cấp mới được phép ra vào công trình khí. Phải thông báo số người, đơn vị, mục đích vào công trình khí, xuất trình các giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép ra vào. Không được mang vào công trình khí các vật liệu dễ cháy, hóa chất, các vật dụng có khả năng gây lửa, nguồn nhiệt như viên quạt, bật lửa, máy ảnh, máy quay phim, điện thoại di động. Không tự ý mang vật tư, trang thiết bị, dụng cụ vào ra công trình khí. Trong trường hợp cần thiết, phải đăng ký, kiểm tra tại cổng bảo vệ theo quy định. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm tra, dán nhãn trước khi đưa vào công trình khí. Phải được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và phù hợp như mũ, giày, quần áo bảo hộ lao động, kính, bịt tai chống ồn. Khi vào khu vực sản xuất, phải ghi tên vào thẻ chữ T và đặt vào bảng kiểm soát vào màu đỏ tại cổng. Khi ra khỏi khu vực sản xuất, rút thẻ chữ T và đặt vào bảng kiểm soát ra màu xanh hoặc trả cho nhân viên bảo vệ. Trong bất cứ trường hợp nào, không được rút thẻ của người khác. Đối với khách, phải được hướng dẫn an toàn chung và cam kết đã hiểu và chấp hành các nội quy về an toàn trước khi tham quan công trình khí. Đối với nhà thầu vào làm việc, phải được hướng dẫn, kiểm tra an toàn theo các nội dung quy định. Tất cả các công việc thực hiện trong công trình khí phải được cấp giấy phép làm việc. Không uống rượu bia hoặc sử dụng các chất kích thích trước và trong khi tham quan, làm việc tại công trình khí, không hút thuốc tại bất cứ khu vực nào trong công trình khí. Không có nhiệm vụ, tuyệt đối không được tự ý tác động vào hệ thống thiết bị. Không đứng trên các đường ống, không đi tắt, treo hoặc chui qua đường ống. Đối với khách tham quan, không tự do đi lại, phải luôn đi cùng người hướng dẫn và phải đeo thẻ ra vào suốt thời gian tham quan công trình khí. Khi phát hiện nguy cơ không an toàn hoặc có sự cố tai nạn, phải dừng ngay công việc và báo ngay cho trưởng ca hoặc cán bộ vận hành. Mọi người có trách nhiệm bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định. Khi nghe tín hiệu báo động, phải dừng ngay công việc, di chuyển theo lối thoát hiểm gần nhất đến vị trí tập kết. Không sử dụng lối thoát hiểm cùng chiều với ngọn lửa hoặc có vật cản trở. Không được tự ý rời điểm tập kết khi chưa có thông báo cho phép của người quản lý khu vực. Chỉ được phép trở lại làm việc khi có người quản lý khu vực thông báo kết thúc tình trạng khẩn cấp và đảm bảo an toàn cho người lao động. Quy định an toàn đối với phương tiện cơ giới. Các phương tiện cơ giới hoạt động trong công trình khí phải có giấy phép ra vào do lãnh đạo đơn vị quản lý cấp và phải được các nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng an toàn của xe. Tình trạng của xe phải đảm bảo kỹ thuật, an toàn giao thông và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Xe phải có nắp chụp dập tàn lửa tại ống xả. Trên xe không được mang theo diêm, quạt, vật liệu, dụng cụ có khả năng đánh lửa hoặc gây cháy nổ. Tắt điện đài, radio và các thiết bị điện tử khác trên xe. Khu vực hành trình xe ra vào phải được thường xuyên đo, kiểm soát nồng độ khí cháy nổ trong giới hạn cho phép. Tốc độ di chuyển của các phương tiện cơ giới trong công trình khí không được quá 5 km/h. Quy định đối với các công việc xếp dỡ, nâng cẩu. Các phương tiện thực hiện các công việc xếp dỡ hàng trong khu vực sản xuất chỉ được tiến hành khi xe đã đổ đúng vị trí, đầu xe hướng ra ngoài, trả về số 0, bắt máy, để chìa khóa đúng nơi quy định, kéo phanh tay, chèn bánh xe và phải rời khỏi khu vực buồng lái trước khi tiến hành công việc. Các hoạt động nâng hạ cẩu chỉ được tiến hành khi công việc nâng đã được xem xét đánh giá rủi ro,
thiết bị, phương pháp phải được thử tải bên ngoài, có sự chứng kiến của đơn vị cấp phép làm việc. Thiết bị, dụng cụ nâng phải trong tình trạng hoạt động tốt còn hạn kiểm định. Trọng lượng hàng hóa không được vượt quá trọng tải của thiết bị nâng. Trước mỗi lần thực hiện công việc, toàn bộ các dụng cụ phải được người có chuyên môn kiểm tra bằng mắt. Lái xe, người vận hành thiết bị nâng phải được đào tạo và chứng chỉ xác nhận đủ điều kiện vận hành thiết bị đó, phải được hướng dẫn, phổ biến và cam kết đã hiểu tất cả các quy trình an toàn cần thiết. Việc chuẩn bị các thiết bị cho việc nâng như dây treo, móc nâng, chằng, buộc trọng tải phải do những người có chuyên môn thực hiện. Trong quá trình nâng hạ phải có người giám sát. Không đứng dưới kiện hàng hay giữa hàng và cẩu. Trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, khi nghe thấy tín hiệu báo động, xe đang di động, phải dừng xe ở vị trí an toàn, tắt máy, kéo phanh tay, để chìa khóa lại trên xe và di chuyển về điểm tập kết. Và các bạn nên nhớ, với Bevigas, an toàn là yếu tố đầu tiên đảm bảo cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng.